tiêu lớn thì hành động nó phải tương ứng, chứ không phải là không phải ông cứ có mục tiêu xong rồi ông tuyên bố ra là ông sẽ làm được việc đấy, không có việc đấy đâu. Thế nên là người ta phải có một cái gì không có người đa cấp, chỉ một số người hay tuyên bố mà không làm ấy. Thực ra tuyên bố rất là tốt, giúp cho mọi người như kiểu lời đối bản thân mình, giống như lời đối mọi người để chúng ta thực hiện những điều đó. Các bạn thấy nào ạ? Thiếu nguồn lực ấy, thì bạn ấy thực sự là vận hành cái bộ não của bạn một cách sáng tạo. Một cách gì ạ? Và bạn có muốn mình trở thành một người sáng tạo hơn không ạ? Vậy thì đừng sợ thiếu nguồn lực, vẫn phải chiến đấu được.